Dự báo thời tiết chiều và đêm 16 tháng 2, phía Đông Bắc Bộ, đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, nhiệt độ từ 14 đến 20 độ. Phía Tây Bắc Bộ, đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác, nhiệt độ từ 14 đến 26 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, có mưa vài nơi, nhiệt độ từ 15 đến 25 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, có mưa rào rải rác, nhiệt độ từ 21 đến 30 độ. Khu vực Tây Nguyên, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 18 đến 31 độ. Khu vực Nam Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 22 đến 34 độ. Thủ đô Hà Nội, đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, nhiệt độ từ 15 đến 20 độ.